Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, mùng 4 tháng 9, một lễ khai giảng vô cùng đặc biệt đã được tổ chức tại nóc Ông Bình, điểm trường được bao quanh bởi rừng ở xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây là điểm trường đặc biệt khó khăn, nơi không có sóng điện thoại, không có điện lưới. Do quá khó khăn, các năm trước, lễ khai giảng chỉ làm đơn sơ với nghi thức gói gọn. Thầy cô lấy song đổi gõ phát ra tiếng động thay tiếng trống trường. Ngày 4 tháng 9 năm nay là lễ khai giảng lịch sử khi lần đầu tiên có sân khấu, có băng rôn, có ảnh Bác Hồ và cũng là lần đầu tiên nơi đây vang lên tiếng trống trường trong sự tò mò lạ lẫm của con trẻ. Các nhà hảo tâm khắp cả nước đã đóng góp tiền bạc và công sức tặng học sinh nơi đây nhiều cơ sở vật chất để có một lễ khai giảng và năm học mới bớt nhọc nhằn hơn cho thầy và trò điểm trường nơi đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành chỉ thị số 09 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo Hưng Yên năm học 2023-2024. Chủ đề của năm học 2023-2024 là đoàn kết kỷ cương sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở ban ngành địa phương tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo phòng học, trang thiết bị học tập, triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tiếp tục rà soát xây dựng phương án bố trí sắp xếp, điều chuyển phân công giáo viên theo vị trí việc làm, tham mưu tuyển dụng giáo viên các cấp theo chỉ tiêu biên chế được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Truyền thống hiếu học là thứ tài sản quý giá mà lớp người đi trước luôn muốn gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau. Từ nhiều năm nay, dòng họ Nguyễn Văn, thôn Nghi Xuyên, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên được biết đến với truyền thống hiếu học lâu đời, có nhiều con cháu đỗ đạt cao. Ban khuyến học dòng họ Nguyễn Văn được thành lập từ năm 2003, thu hút 100% gia đình trong họ tham gia với tổng số tiền quỹ trên 170 triệu đồng. Hiện nay dòng họ có nhiều người học vị cao thành đạt trên các lĩnh vực ở mọi miền Tổ quốc. Nhiều gia đình có 3-4 người con đều có trình độ đại học trở lên như gia đình ông Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Văn Tuyền. Con cháu trong họ học giỏi 5 năm liền được tặng giấy khen và ghi tên trong bảng vàng. Khi có bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng được khắc tên trên bia đá lưu niệm của dòng họ. Hiện nay, ở một số địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên còn tồn tại những cột điện nằm ở giữa đường, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan khu dân cư. Điển hình như tại xã Thanh Long, đến nay có gần 60 cột điện giữa đường ở tất cả 6 thôn. Nguyên nhân là do trong quá trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, người dân hiến đất đóng góp kinh phí để làm đường. Tuy vậy, nguồn kinh phí di chuyển lưới điện hiện trạng hạn chế dẫn đến tình trạng làm đường xong nhưng không đồng bộ với hệ thống lưới điện gây mất mỹ quan và an toàn giao thông. Năm 2022, đã từng có trường hợp người dân đâm vào cây cột điện giữa đường ở thôn Nhân Lý, xã Thanh Long dẫn đến tử vong. Nhân dân xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên kiến nghị trên đường DH60 nối từ quốc lộ 38 đi qua địa phận xã Đặng Lễ sang huyện Kim Động có đoạn cua lớn thường xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhiều năm nay. Cụ thể, đoạn đường từ trạm bơm thôn Đặng Xuyên chạy gần đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đã từng xảy ra 5 vụ tai nạn chết người và nhiều vụ tai nạn thương tích. Gần đây nhất là vụ tai nạn thương tâm xảy ra cuối tháng 5 năm 2023. Nguyên nhân là do đoạn đường này có đoạn cua gấp, các phương tiện qua đây nếu không làm chủ tốc độ sẽ rất dễ bị lao xuống rãnh nước tự nạn. Nhân dân xã Đặng Lễ kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi và đơn vị thi công có giải pháp để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm trên địa bàn xã, tạo sự yên tâm cho người dân khi tham gia giao thông qua tuyến đường này. Chuyển sang các thông tin khác, do kỳ điều chỉnh giá xăng dầu thường lệ ngày 1 tháng 9 trùng với kỳ nghỉ lễ nên việc điều hành giá xăng dầu được rời sang ngày mai, mùng 5 tháng 9. Theo dự báo, ở kỳ điều hành ngày mai, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng từ 350 đến 650 đồng trên lít tùy loại. Nhận định về kỳ điều hành giá xăng dầu ngày mai, một số doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp bán lẻ cho biết, với diễn biến giá dầu thế giới như hiện nay, nhiều khả năng trong kỳ điều hành tới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được Liên Bộ Tài chính Công Thương điều chỉnh tăng từ 350 đồng đến 650 đồng một lít. Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ có lần tăng lần thứ 6 liên tiếp. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023,
khách hàng đặt mua căn hộ và biệt thự tại các khu đô thị Vinhome trên cả nước sẽ được tham gia bốc thăm và có cơ hội nhận ngay một trong các mẫu ô tô điện VinFast là VF5 Plus, VF8 và VF9 sau khi ký hợp đồng mua bán. Tổng số lượng ô tô điện đến tay khách hàng Vinhome là 1.000 chiếc. Theo đại diện Vinhome, chương trình tặng 1.000 xe điện nhằm hưởng ứng quỹ vì tương lai xanh do Vingroup khởi xướng với sứ mệnh góp phần vào mục tiêu không phát thải vào năm 2050 của chính phủ. Vinhomes khuyến khích cư dân và khách hàng sử dụng xe điện cho việc đi lại để lan tỏa phong cách sống xanh, góp phần giảm phát thải ra môi trường chung dựa trên việc tiêu thụ năng lượng bền vững. Tính đến sáng nay, mùng 4 tháng 9, vẫn còn khoảng 10.000 du khách đang bị kẹt lại ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Do gió to, sóng lớn, các phà và tàu cao tốc đi và đến đảo Phú Quốc vẫn đang tạm dừng hoạt động. Một số hành khách đã quyết định chuyển sang đi bằng đường hàng không để kịp làm việc vào ngày mùng 5 tháng 9. Đối với số du khách bị kẹt lại, các khách sạn chủ động bố trí đảm bảo phòng nghỉ cho du khách chưa về đất liền bằng đường biển và không tăng giá phòng. Ngoài ra, các ngành chức năng thường xuyên nhắc nhở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng có bãi biển tuyệt đối không cho khách du lịch tắm khi thời tiết xấu, cấm các hoạt động trò chơi trên biển, khuyến cáo khách du lịch tham quan vui chơi các hoạt động trên bờ. Đồng thời, các ngành chức năng địa phương phân công trực 24/24 giờ đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh khách du lịch cũng như hỗ trợ kịp thời khi du khách có nhu cầu. Tiếp tục với phần tin quốc tế, cựu Thủ tướng Italia Giuliano Amato cáo buộc Pháp đã ra lệnh bắn hạ máy bay chở khách của Italia vào năm 1980 nhằm ám sát cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Cựu Thủ tướng Italy, ông Giuliano Amato, trong bài phỏng vấn ngày 2 tháng 9 nói rằng lực lượng không quân Pháp vào năm 1980 đã vô tình bắn hạ chuyến bay Itavia 870 đang di chuyển từ Bologna đến Palermo. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 81 người trên phi cơ thiệt mạng và từ đó làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân rơi máy bay. Mặc dù thừa nhận không có bằng chứng chắc chắn, ông Amato cho biết chính quyền Italy đã báo trước cho ông Gaddafi vào thời điểm đó. Vì vậy, nhà lãnh đạo của Libya đã không lên máy bay quân sự khi quay trở về thủ đô Tripoli sau một cuộc họp tại Nam Tư. Ông Amato, năm nay 85 tuổi, năm 2000, khi còn là Thủ tướng Italy, ông đã viết thư cho các Tổng thống Mỹ và Pháp lúc bấy giờ là Bill Clinton và Jacques Chirac để thúc ép họ làm sáng tỏ những gì đã xảy ra. Nhưng cuối cùng, lời thỉnh cầu đó đã rơi vào im lặng hoàn toàn. Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ cho biết tàu thăm dò Chandrayaan-3 đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên mặt trăng và đã chuyển sang chế độ chờ. Các máy quang phổ của tàu đã được tắt và dữ liệu đã được chuyển về trái đất. Theo ISRO, con tàu đã di chuyển trong khoảng cách 100 mét trên bề mặt của mặt trăng trong 11 ngày qua, đồng thời giúp xác nhận sự hiện diện của lưu huỳnh, sắt, oxy và các nguyên tố khác trên mặt trăng. Theo thông báo, tàu đã hoàn thành nhiệm vụ và hiện nay nó đã dừng bánh an toàn, chìm vào chế độ ngủ khi ánh sáng ban ngày ở cực nam vụt tắt. Họ hy vọng vào ngày 22 tháng 9 tới đây, tàu có thể tiếp tục hoạt động trở lại khi mặt trời mọc ở khu vực tàu đổ bộ. ISRO chưa tiết lộ kết quả tìm kiếm dấu hiệu nước đóng băng trên bề mặt của mặt trăng có thể giúp ích cho nhiệm vụ chở phi hành gia trong tương lai. Đó là nguồn nước uống và nhiên liệu tên lửa tiềm năng. Người dân Phần Lan bay từ thủ đô Helsinki đến Anh hiện đã có thể xuất trình hộ chiếu kỹ thuật số trên điện thoại thay vì hộ chiếu thực. Cụ thể, hành khách trên một số chuyến bay của Finnair, hãng hàng không Phần Lan, có thể đi qua khu vực kiểm soát biên giới bằng cách sử dụng thông tin xác thực du lịch kỹ thuật số, giống như hộ chiếu kỹ thuật số, thay vì xếp hàng chờ kiểm soát qua biên giới. Dự án thí điểm thông tin xác thực du lịch kỹ thuật số đã được triển khai với hành khách người Phần Lan trên các chuyến bay của hãng hàng không Finnair đến London, Manchester và Edinburgh vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, mở ra triển vọng sử dụng hộ chiếu điện tử trên toàn châu Âu. Mới đây, một nhà hàng Tây Ban Nha đã trả hơn 30.000 euro cho một miếng phô mai thủ công nặng 2,2 kg, lập kỷ lục thế giới mới về miếng phô mai đắt nhất. Hàng năm, vào tuần cuối cùng của tháng 8, thị trấn Las Arenas de Cabrales thường tổ chức một cuộc thi, trong đó những miếng phô mai Cabrales ngon nhất sẽ được đấu giá. Năm nay, một nhà hàng ở Oviedo, Tây Ban Nha đã trả số tiền khổng lồ 30.000 euro cho một miếng phô mai Cabrales được làm thủ công từ sữa bò và sữa dê và được ủ trong một hang động. Miếng phô mai nặng 2,2 kg được ban giám khảo chọn là loại phô mai ngon nhất trong số 15 nhà sản xuất tham gia cuộc thi và được trả giá cao nhất trong cuộc đấu giá sau đó.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.